Theo một số nguồn tin, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sẽ chuyển sang dẫn dắt câu lạc bộ Bình Dương khi V-League quay trở lại với giai đoạn 2. Đến với đội bóng đất thủ, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ SHV Đà Nẵng sẽ nhận mức lương 70 triệu đồng một tháng kèm theo khoản phí lót tay 1,3 tỷ đồng mỗi năm. Mục tiêu trước mắt dành cho nhà cầm quân 49 tuổi sẽ là xây dựng lối chơi kỷ luật, thiết lập lại trật tự trong phòng thay đồ và đưa BKMX Bình Dương trở lại với nhóm dẫn đầu. Trong những năm làm việc tại SHV Đà Nẵng, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nổi tiếng với sự quyết đoán và thậm chí là khá nóng nảy. Điều này đã phần nào mang lại những thành công cho đội bóng sông Hàn trong quá khứ. Tuy nhiên, nó cũng dẫn tới việc một số cầu thủ không còn mặn mà ở lại cùng câu lạc bộ.